Các bạn có biết trên đời này có một cái món tên là chả xương cá không? Không phải là chả cá nhá. Thật, cái này là chả xương cá. Trong khi ghé ăn tại quán bún cá Sâm KC thì tôi đã được thưởng thức và rất là tò mò về cái món ăn này. Một cái món chả được làm từ xương cá. Thế thì làm như thế nào nhỉ? Hỏi cô chủ quán thì cô cũng chỉ cười và nói đây là bí kíp thôi. Tìm kiếm trên mạng thì cũng chỉ có duy nhất một cái video nói về cái món ăn này. Và lời giải đáp của chủ quán cũng chỉ ngắn gọn là làm cái món này nó rất là mất công. Chỉ biết là xương cá được xay nhuyễn ra và làm thành chả. Khi ăn thì nó rất là giòn, đi kèm cùng với cả một ít vị cá thoang thoảng. Và những cái công thức chi tiết hơn để làm ra cái món ăn này thì nó vẫn cứ là một cái dấu hỏi. Tạm gác lại những cái thắc mắc thì thực sự phải nói là cái quán bún cá Sâm KC này cũng thuộc dạng là top server về bún cá đấy. Nước rất là ngon ngọt, hài hòa cùng với hương vị của mọi thứ topping. Miếng cá được chiên giòn, cắn rất là đã. Mà cái cá cuộn này thì lại càng tuyệt vời hơn. Cảm giác cái thịt cá bên trong ấy nó rất là tươi, toát lên một cái sự chất lượng phả thẳng vào vị giác của bạn. Tính ra là con ngõ Trung Yên này tuy là nó ngắn thôi nhưng mà hội tụ toàn những cái quán ăn nó gọi là top server thôi. Trong đó thì có cả phở sứa mà các bạn vẫn hay đòi tôi các bài đóng tun đấy. Nếu mà một ngày lang thang trên phố mà không biết phải ăn ở đâu thì các bạn cứ rẽ vào con ngõ Trung Yên này cho tôi. Không phải lo là không tìm được quán ngon. Cá này là cá gì mà nó dày thịt nhỉ? Có lẽ anh chỉ là thằng ngu vì chê vị cá thu.